hai tổ chức tư vấn TMB Systems và Rights and Resources Initiative được tài trợ bởi các nhà hoạt động vì quyền đất đai trên thế giới cùng với chính phủ của Anh Quốc và Na Uy vào hôm thứ Ba ngày 3 tháng 10 công bố kết quả nghiên cứu có đến 88% các vụ tranh chấp đất đai ở khu vực Đông Nam Á chưa được giải quyết thỏa đáng, khiến cho khu vực chiếm 61% tỷ lệ trên toàn cầu trong tranh chấp đất đai tính từ thời điểm năm 2001. Bản báo cáo chỉ ra chi phí kinh doanh của các công ty tại Đông Nam Á bị ảnh hưởng nhiều do phải chi trả trong việc bồi thường đất đai trưng thu từ cộng đồng cư dân bản địa. Trong đó nêu rõ có 65% công ty bị thất thoát tài chính vì liên quan 51 trường hợp tranh chấp đất đai nghiêm trọng. Bản báo cáo còn nhấn mạnh hơn 50% các dự án tại Đông Nam Á bị chậm trễ và gần 3/4 trong số này liên quan đến kiện tụng. Đại diện của tổ chức tư vấn TMP System, ông Ben Bowie nói một số các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, một hình thức kinh doanh tại các quốc gia Đông Nam Á dính líu đến tranh chấp đất nông nghiệp như những cánh đồng trồng mía ở Campuchia, các đồn điền trồng dầu cọ ở Indonesia và Malaysia hay những khu vực quặng mỏ ở Philippines và các dự án cơ sở hạ tầng tại Myanmar. Ông Bowie còn đề cập đến vài trường hợp tranh chấp xảy ra ở các vùng biên giới, nơi những nhóm sắc tộc thiểu số cư ngụ do bị chồng lấn với khu vực đặc quyền kinh tế mà chính phủ của các nước Đông Nam Á khuyến khích nhà đầu tư với nhiều ưu đãi. Một trong những yếu tố trọng tâm dẫn đến tranh chấp đất đai tại Đông Nam Á mà theo báo cáo của hai tổ chức tư vấn TMB System và Rights and Resources Initiative vừa công bố là do thiếu sự rõ ràng trong quy định về quyền sở hữu đất đai cũng như sự chồng chéo trong luật định của các cấp quốc gia với cấp địa phương và giới chức chính quyền địa phương tham nhũng. Bản báo cáo trưng dẫn số liệu thu nhập từ nông nghiệp là nguồn thu chủ yếu của dân chúng tại các quốc gia Đông Nam Á từ 12 đến 70%, trong đó nguồn thu từ nông nghiệp của Việt Nam là 44%. Tuy nhiên, qua việc trưng thu đất nông nghiệp ở khu vực này và người nông dân nhận được số tiền bồi thường ít ỏi dẫn đến hậu quả tranh chấp đất đai giữa nông dân với công ty và chính quyền địa phương mà ngày càng rất nhiều trường hợp mất nhiều năm vẫn chưa giải quyết xong. Tại Việt Nam, các vụ tranh chấp đất nông nghiệp diễn ra khắp các tỉnh thành, có thể kể đến những trường hợp được dư luận đặc biệt chú ý như Văn Giang, Tiên Lãng, Đông Anh, Trịnh Nguyễn, Dương Nội, Đồng Tâm, v.v. và hàng trăm nông dân trở thành nạn nhân mất nhà cửa ruộng vườn vì phản đối số tiền bồi thường rẻ mạt. Không ít người phải tha phương cầu thực chờ chực ở các cơ quan chính phủ để kêu oan, hay thậm chí phải đi tù vì đấu tranh giữ đất như tù nhân Lương Tâm Cấn Thị Thêu. Trong dịp trao đổi với AFA liên quan thực trạng tranh chấp đất đai tại Việt Nam mà giới chuyên gia cho là tình trạng thu hồi đất bị lạm dụng do nhân danh dự án phát triển kinh tế xã hội, nhưng thực chất hoàn toàn mang tính chất kinh doanh thương mại, tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình từng đưa ra nhận định. Ở nông thôn thì chúng tôi gọi là vấn đề dân cày cách đây hàng mấy chục năm đã được xới lên và vẫn chưa kết thúc. Còn ở thành thị thì nó không phải là ruộng cày, nhưng cái miếng đất để cư trú đồng thời nó cũng là cái tài sản lớn nhất và liên quan đến cái quyền sở hữu của người ta. Thì đấy chính là cái khâu mà tôi nghĩ rằng là một cái bài toán đang rất là bức xúc, đòi hỏi phải có lời giải. Một trong những đáp án của bài toán hóc búa về trưng thu đất đai tại Việt Nam, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng cần hạn chế quyền của nhà nước trong việc thu hồi quyền sử dụng đất của người dân. Riêng cá nhân tôi thì tôi rất muốn dỡ bỏ cái điều quy định trong luật hiện nay nói là nhà nước trong những lý do được thu hồi đất ấy, thì nói là có lý do về các dự án phát triển kinh tế xã hội khác, thì cái đó nó quá rộng và nó không làm rõ được các lĩnh vực khác nhau, cho nên nó dẫn đến tình trạng ở một số nơi các địa phương người ta thu hồi đất từ lương của dân để rồi giúp cục ngoại giao cho một ông doanh nghiệp khác để làm. Người dân đền bù một thì ông doanh nghiệp có đất, ông ấy giá đất sau đó có thể là lên tới cả trăm lần, và từ đó nó gây lên những chuyện khiếu kiện đất đai tràn lan ở Việt Nam, và chuyện đất đai nó trở thành một trong những cái bất công nhất ở Việt Nam hiện nay. Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sau gần 30 năm đổi mới, song song với diện tích đất đai bị trưng thu là tỷ lệ số dân oan mất đất gia tăng. Và mặc dù đa số họ luôn tuân thủ luật pháp, nhưng nói như tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, thì trong cuộc giằng co do xung đột đất đai, người dân luôn dự liệu được phần thắng không thuộc về họ.